Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc đối với những người mà chúng ta bị mất ăn, mất ngủ, cũng như là cơ thể của chúng ta có sức đề kháng kém. Thưa các bạn, nếu như chúng ta sau một ngày dài đi làm về, chúng ta mệt mỏi nhưng chúng ta lại không ăn được cũng như là không ngủ được thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không ạ? Và đồng thời việc này nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta cũng như là gây ra những tác động lên cơ thể của chúng ta về sau thời gian dài. Và quan trọng hơn là đối với những người mà có sức đề kháng kém, khi mà chúng ta không ăn được cũng như là không ngủ được thì chắc chắn sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi đi và từ đó sẽ là tác nhân để khiến cho chúng ta dễ mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Và chính vì vậy, việc làm như thế nào để chúng ta ăn ngon ngủ ngon hơn, đồng thời là giúp cho sức đề kháng của chúng ta khỏe mạnh hơn chính là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và Kiều Anh xin được giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc, một trong những dòng sản phẩm giúp hỗ trợ ăn ngon ngủ ngon và tăng cường sức đề kháng cho người dùng. Đặc biệt, đây là dòng sản phẩm được kết hợp từ hai loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm, đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi và linh chi đỏ. Nếu như nói về hồng sâm thì hẳn các bạn đã quen thuộc với nguyên liệu này, bởi vì chúng ta rất dễ gặp những sản phẩm được chế biến từ hồng sâm như cao hồng sâm hay là kem sâm, thậm chí là nước sâm đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm sâm này thì nó có nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như là ginsenosid hay là hợp chất saponin giúp phòng ngừa ung thư cũng như là tăng cường sức khỏe cho chúng ta. Đồng thời, hồng sâm còn được chứng minh rằng là có tác dụng khiến cho da dẻ của chúng ta được hồng hào hơn, đồng thời là khiến cho sức khỏe của chúng ta được khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần so với những người không sử dụng dòng sản phẩm hồng sâm. Còn đối với linh chi thì đã được chứng minh là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm và cung cấp nhiều hợp chất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, trong đó thì có cả vitamin. Và linh chi thì có tác dụng là tăng cường sức đề kháng cũng như là kích thích thành dạ dày, khiến cho chúng ta hấp thu thức ăn được tốt hơn và đồng thời ăn ngon hơn. Và chính từ công dụng của hai dòng sản phẩm này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã kết hợp chúng lại và cho ra đời dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi như bên cạnh Kiều Anh đây. Và với dòng sản phẩm này thì khi mà những người mất ăn mất ngủ khi sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Chỉ trong từ vòng từ 1 cho đến 2 ngày đầu, chúng ta sẽ cảm thấy là mình ăn nhiều hơn cũng như là khiến chúng ta cảm thấy là thức ăn có vị hơn. Và đặc biệt hơn là với dòng sản phẩm này thì chúng ta nên sử dụng vào ban ngày. Và trong một tuần đầu sử dụng, chúng ta sẽ cảm thấy là giấc ngủ của mình được êm hơn, cũng như là việc là chúng ta không hay bị mất ngủ vào giữa đêm hay là chúng ta bị thao thức nữa. Và quan trọng đối với những người có sức đề kháng kém, khi mà trái gió trở trời hay là khi mà thời tiết đang nắng mưa thất thường thì khi sử dụng dòng sản phẩm này, cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn, sức đề kháng cũng như là hệ miễn dịch của chúng ta được tăng cường lên. Từ đó thì chúng ta sẽ không phải bị nhiễm phải những căn bệnh như là ốm, sốt hay là ho nữa. Và với dòng sản phẩm này thì chúng ta nên sử dụng trong thời gian dài để có được hiệu quả về lâu dài cũng như là có được hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì có khối lượng là 1.200g và chúng ta sẽ dùng được trong khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng tùy vào mức độ sử dụng của chúng ta. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh rằng là thời điểm tốt nhất để chúng ta uống đó chính là uống trước khi ăn 30 phút. Và mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 lần và mỗi lần chúng ta sẽ pha từ 1 đến 2 thìa cao hồng sâm linh chi như thế này với nước ấm và uống trực tiếp. Và dòng sản phẩm này thì hầu như là thích hợp với mọi cơ thể. Tuy nhiên thì hãy nhớ cho Kiều Anh rằng là đối với trẻ em dưới 10 tuổi khi sử dụng sản phẩm này thì nên hỏi kỹ trước khi dùng, cũng như là chúng ta nên hạn chế cho trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng dòng sản phẩm này. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Hay là các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.